đang làm ăn trái mà cho trái tỷ lệ cơm đỏ cũng rất là cao hả bà con ha. Thì bà con nhìn thấy được những cái, mặc dù trời đang rất là khô nè, nhưng bà con nhìn dưới đất nè, rất là khô và rất là hanh như vậy, nhưng mà bạn ấy cũng đang phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Đó bà con thấy nè, cành. Xin chào quý bà con, mình là Quanh sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con cũng biết thì Quanh cùng với quý bà con chúng ta thường hay cùng nhau đi vườn thông qua những video như thế này, để Quanh cùng với quý bà con chúng ta đi cùng nhau tìm cái câu giải đáp cho cái việc là nên trồng cây gì và nuôi con gì. Và đặc biệt là đầu năm 2021 này thì bà con hay thắc mắc với Quanh là giữa cái sự rất là bấn loạn giữa các cái loại mít hiện tại bây giờ, thì ý là cô là đã đến muốn trồng cái mít rồi đó, nhưng mà bây giờ theo con, theo với chú á, cô chú hỏi là theo con thì con nên tư vấn là trồng cái loại mít gì. Và mít thì bà con cũng biết nó là một loại rất là dễ trồng, và mít thái siêu sớm thì là một trong những cái cây rồi đã giúp cho nhà nông chúng ta thay đổi được cái thu nhập rất là nhanh, rất là sớm trong khoảng 4 năm trở lại đây, và rất là nhiều người đã giàu lên nhờ cái mít thái siêu sớm rồi. Tuy nhiên hiện tại bây giờ nhìn chung vào thị trường mà lấy trái của các cái vựa cũng như của các cái lái trong thời gian gần đây, từ đầu năm 2021 tới giờ, thì cái việc mà lấy cái trái mít thái siêu sớm khá là khó. Cái tỷ lệ bị dạt vào hàng kem nó rất là cao hả bà con ha, rất là khó để làm mức độ 1. Thứ nhất là mít mà hạt nhiều quá là không lấy. Rồi cái mít mà cái màu trái bị đen là không lấy. Rồi cái trái mà nó dài mà nó không có to bề ngang là cũng không lấy ha, tức là tỷ lệ hột cao, muối mỏng không lấy. Rồi cái cơm mà không vàng là cũng không lấy, hơi eo một tí cũng không lấy. Có rất nhiều các cái thứ mà khiến cho cái trái mít đó từ loại 1 trở thành cái trái mít hàng kem, tức là nó sẽ rớt giá khoảng từ khoảng 5 lần so với cái mít hàng loại 1 ha bà con ha. Và từ đó làm cho bà con chúng ta rất là hoang mang khi nên quyết định là trồng mít thái hay không. Tại trồng mít thái bây giờ nó quá khó trong việc lấy trái đi. Thế nên là bà con chúng ta lại hỏi Quanh tiếp, bây giờ bên cạnh trồng mít thái thì bà con chúng ta có thể trồng loại mít nào. Thì hôm nay Quanh đang đứng cạnh một cái vườn cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Như bà con cũng biết là bên Quanh cũng hay chia sẻ với bà con chúng ta, cùng với bà con chúng ta tìm hiểu những cây gì đáng trồng và nên trồng vào năm 2021. Thì trong nội dung video này, Quanh xin phép được chia sẻ với bà con của chúng ta những cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Cái giai đoạn mà mới có 4 tháng tuổi là bạn ấy đã phát triển mạnh mẽ như thế nào để quý bà con chúng ta tự tin chúng ta trồng ha bà con ha. Mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì nó có một cái đặc tính là rất là dễ trồng. Nó là tốc độ phát triển nhanh hơn mít thái, khả năng chịu được chống chọi kháng thể của nó tốt hơn mít thái, và khả năng mang trái của nó cao hơn mít thái. Cũng như bà con sẽ biết là Quanh đã từng đi những cái vườn mà cái cây mới có 2 năm tuổi thôi mà bạn ấy có thể đeo từ 6 đến 7 trái cùng một lúc mà đọt vẫn đi, tức là tốc độ phát triển của bạn ấy rất là khỏe, kháng thể con ấy rất là tốt, nên bạn ấy có khả năng mang trái rất là dữ dội như vậy bà con ha. Thì bà con chúng ta bây giờ cùng nhau dành ít phút nữa xem cái tốc độ phát triển của cây mít ruột đỏ sơ vàng ở giai đoạn mới trước có khoảng 3-4 tháng tuổi vừa mới trồng, và trời lúc trồng đang rất là khô hạn thì nó như thế nào, để quý bà con chúng ta có một cái nhận định sâu sắc hơn về việc là chúng ta nên trồng cây gì và con gì vào năm 2021 này bà con nhé. Hello quý bà con, đây hôm nay thì Quanh cũng bắt gặp cái vườn lớn thì nằm ở trong kia, nhưng mà trên đường đi vào thì cũng bắt gặp một số cái cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, mà theo anh chủ vườn chia sẻ thì cây này mới được khoảng 3 tháng tuổi tới gần 4 tháng tuổi thôi, cũng không nhớ rõ cái ngày, nhưng mà nó cũng là trồng gần Tết. Rồi tới sau Tết bây giờ là đầu tháng 3 thì là cây nó đang phát triển cỡ này. Và thiệt là cây này anh nói anh không cố tưới gì đó, cứ vừa có mưa thì ấy thôi, còn không thôi à tôi cũng chưa kịp đi đường ống nước nữa. Nhưng mà con có thể thấy cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm đã phát triển rất là mạnh mẽ như thế này nha bà con ha. Hôm trước là Quanh cũng quay cho bà con xem cái cây cỡ này lớn hơn xíu là có khả năng là mang trái mà cho trái tỷ lệ cơm đỏ cũng rất là cao ha bà con ha. Thì bà con nhìn thấy được những cái, mặc dù trời đang rất là khô nè, nhưng bà con nhìn dưới đất nè, rất là khô và rất là hanh như vậy, nhưng mà bạn ấy cũng đang phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Đó bà con thấy nè, cành lá rất là xum xuê và thậm chí là không có tưới nước, nhưng mà vẫn đang đi đọt đây nè bà con nha. Vẫn đang đi đọt đây nè ha bà con ha, vẫn đang đi đọt rất là mạnh như thế này. Thì bà con thấy là bạn mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm là một trong những cái loại cây nó còn phát triển nhanh hơn cả mít thái siêu sớm nữa ha bà con ha. Đó bà con thấy mặc dù là đất rất là khô nhé, mặc dù đất rất là khô, rất là khô khan, gọi là khô khan ha, nhưng mà bạn ấy ở phía trên bạn ấy vẫn đang búng tược ầm ầm ha bà con ha, vẫn đang búng tược rất là nhiều. Và cái việc búng tược này thể hiện cho cái việc là bạn ấy có khả năng tìm tòi những cái nguồn chất dinh dưỡng và những cái nguồn nước rất là mạnh, rễ bạn ấy rất là khỏe thì bạn ấy mới có thể sinh trưởng phát triển mạnh như thế, đúng không ạ?
Đó, ví dụ như bà con chúng ta nuôi sinh hai đứa con, một đứa thì chúng ta rất là cưng, còn một đứa chúng ta cho tự bơi. Thì thường thường là những cái bạn nào mà có cái miệng các bạn tự bơi á, thường thường những bạn nào có chính kiến, có ý chí, có nghị lực thì bạn ấy sẽ phát triển rất là mạnh, và thậm chí về là sẽ cho của chúng ta được những cái đồng tiền rất là chính trực lương thiện của bạn ấy trong cái sự nỗ lực của bạn ấy. Còn nếu mà bạn nào mà không có ý chí, không có vươn lên được thì bạn ấy sẽ như thế nào ạ? Sẽ về cầu cứu, một là về cầu cứu ba mẹ, hai là sẽ đi theo con đường không có chính nghĩa ha bà con ha. Thế nên là đối với cây mít cũng vậy, những cây nào mà có tốc độ phát triển nhanh nhanh mạnh, khả năng gọi là khả năng thích nghi cao, cái năng lực quản cao, thì bạn ấy sẽ vượt vươn lên mọi hoàn cảnh và sống một cách mạnh mẽ như thế này. Mới có gần 4 tháng tuổi thôi mà bạn ấy đã cao cao bằng quanh rồi đó, 1m6 rồi đó bà con. Nào bà con thấy ha, 1m6 rồi nè. Và cây này á, là hôm trước là Quanh cũng thử để trái cỡ cái cây gốc cỡ này, khoảng 8 tháng tuổi, lớn hơn một xíu và bạn ấy vẫn có khả năng mang trái ha. Có dân Sài Gòn nào không thấy cào cào không? Đây là con cào cào ha, rất đẹp trai, không biết trai hay gái hả? Ok quý bà con, và cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm là một trong những cái cây có giá trị kinh tế rất là cao, ở chỗ là giá bán của nó rất là cao ha bà con ha. Quanh vừa nhà vào nhà vườn để mua hai trái mít xong, giá 1.625.000, bạn ấy bớt cho 25.000 còn 1.600.000, rất là dễ thương. Hai cha con rất là nhiệt tình và đã rất là dấn thân khi mà dám trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm cách đây 2 năm và đã thu được những trái ngọt đầu tiên là chỉ trong vòng bán có một vụ thôi, chưa được một vụ trên cây. Cha Quanh thấy còn rất là nhiều trái mà đã mua được một miếng đất kế bên nhà, mua thêm được miếng đất ở phía sau, và cả gia đình cảm thấy rất là gắn kết và khăng khít là nhờ vào cái vườn mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm đó. Nên là đôi khi Quanh có hay ngồi trực tổng đài và tư vấn với quý bà con của chúng ta, thì Quanh cũng hay nói trong cái gì nuôi con gì chúng ta phải coi cho nó kỹ, đồng vợ đồng lòng, tác biển sông đông cũng cạn ha bà con ha. Chứ nếu mà trồng mà không đúng giống hoặc là chọn không có đúng cái thời điểm thì nó gây ra cái việc là chồng ưng vợ không ưng, hoặc ngược lại vợ ưng chừng không chồng không ưng mà vẫn cứ quyết quyết chúng ta làm, thì nhiều khi là nó gây cái hiện tượng là nếu nó đạt thì thôi, còn nếu không đạt thì gây ra cái hiện tượng là mất hạnh phúc gia đình như chơi ha. Thằng hàng xóm thì luôn luôn dè dãn kế bên ha bà con ha, rất là nguy hiểm. Nên các anh mà có ra vườn cũng nhớ che chắn lại, để đen quá là bà vợ bà chê nghe. Về là phải tắm rửa, xịt nước hoa, nước bông đồ lên đàng hoàng để tạo cái mùi thơm ha. Chúng ta không bị lắm phèn, làm nông nhưng không lắm phèn ha bà con ha. Rất là kinh, rất là tri thức, rất là tinh tế và cũng rất là đạo mạo ha bà con ha. Đó là nền nông nghiệp 4.0 của đất nước Việt Nam chúng ta ha bà con ha. Trời trời thì đang nắng, nắng nắng chang chang, nắng nắng đổ lửa luôn nha bà con nha. Nắng đổ lửa luôn ha. Nắng kinh khủng nắng luôn nha bà con nhé. Nên là Quanh cũng sẽ đi sơ sơ cái này thôi. Còn những cái vườn lớn hơn thì Quanh đã quay cho bà con xem rồi, nhưng bà con hay hỏi là Quanh là tốc độ phát triển của nó như thế nào, thì đây thưa bà con, ở mới có 4 tháng tuổi chưa được nữa mà nó đã phát triển mạnh như vậy, mặc dù là bạn ấy không được tưới nước từ nãy giờ. Là bà con có thể thấy không, đất rất là khô nè, đất rất là khô ha, và không có hệ thống ống nước luôn nha, chỉ có một mình bạn ấy trơ trọi thôi, lâu lâu xách một hai thùng nước mình tưới lên, nhưng bạn ấy vẫn phát triển, vẫn sẵn sàng phát triển và sẵn sàng đi đọt ha. Thưa quanh này tới hơi đen, vẫn sẵn sàng đi đọt ha bà con ha, rất là đẹp ha bà con ha. Bà con thấy không, cao lắm à ngàn, cao lắm à, cao hơn quanh, cây này cao cỡ 1m7 rồi, bộ tàn chia cũng khá là đều ha bà con ha. Đó, bà con thấy chưa, mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nha bà con nha, có cái chót lá bầu. Mà hiện tại bây giờ nó có tới 2-3 dòng ruột đỏ sơ vàng mà chót lá bầu như vậy nhưng mà có dòng ok, có dòng không ok ha bà con ha. Quanh là người đi mua trái cho chị của Quanh bán, chị cũng là một chị rất là đáng yêu, chị có cái hệ thống bán hàng rất là mạnh và rất là uy tín, nên là Quanh đi test từng vườn để Quanh lựa những cái trái ngon nhất để gửi đến chị, để chị cung cấp cho thị trường ngoài miền Trung. Thì Quanh cũng rất là mong là trong thời gian tương lai là Quanh cùng với chị có thể chia sẻ và đồng hành với quý bà con nhiều hơn trong cái việc mà thu mua và giải quyết cái đầu ra cho quý bà con của chúng ta. Thế nên bây giờ là đây là một trong những cái cây rất là đáng trồng vào năm 2021. Thứ nhất là nhanh có trái, khoảng 14-16 tháng có trái. Thứ hai, tốc độ sinh trưởng và phát triển rất là mạnh. Thì bà con đã thấy đây rồi, mới hơn 4 tháng tuổi mà bạn ấy đã cành lá sum xuê ha bà con ha. Và cái thứ ba là cái khả năng mang trái rất là sai, khả năng mang trái rất là sai, rất là sớm như nhiều video khác Quanh đã chia sẻ rồi ha. Và thứ tư là ăn rất là ngon. Cái thứ năm
là thị trường đã chấp nhận bạn ấy cho việc xuất khẩu. Cái thứ sáu, tỷ lệ tái sử dụng sản phẩm này rất là cao, ăn ngon quá phải mua nữa chứ sao ha, ăn ngon quá mà phải mua nữa ha bà con ha. Và cái thứ bảy, giá bán cao lắm ha bà con ha, mới mua 65.000 mới giới thiệu đầu video xong. Quanh cũng không nghĩ là giá này nó sẽ được duy trì ở mức 65 hoài, tại khi mà sản lượng nó nhiều hơn thì giá nó có thể giảm đi. Tuy nhiên đối với mít thì quanh quan sát là 10.000 một ký đã có lời rồi, huống chi là cây này cái tỷ lệ sơ đen nó thấp hơn ha, nó hạn chế được tối đa cái việc bị sơ đen và tối đa cái việc bị sùi mủ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kỹ là khả năng mang trái của bạn ấy tốt hơn rất nhiều so với mít thái siêu sớm, và bây giờ nó đặc biệt là chưa có đủ sản lượng để mà nhà cái có thể là gây khó khăn cho chúng ta trong việc là dạt hàng. Ồ, tôi không thích mua tôi dạt hả ha, nên là chúng ta hãy mạnh dạn lên đầu tư lên nhanh lên, hãy là những người đầu tiên tiên phong trong việc cung cấp cái sản lượng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm rất là ngon ra thị trường, để chúng ta có thể giống như gia đình mà Oanh đã vừa chia sẻ lúc nãy ha bà con ha. Nếu quý bà con có bất kỳ câu hỏi gì liên quan tới mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, chúng Oanh rất là sẵn lòng chia sẻ và đồng hành cùng với khu vườn của quý bà con. Mỗi một bạn chuyên viên ở siêu thị cây giống đã được qua trường lớp đào tạo và dày dặn kinh nghiệm trong việc tư vấn vườn và tư vấn trồng cây gì, nuôi con gì. Thế nên bà con chúng ta hãy khi được bóc điện thoại lên hãy chuẩn bị sẵn câu hỏi để các bạn chuyên viên giải đáp cho quý bà con chúng ta nhanh nhất có thể, và để bạn chuyên viên có thể phục vụ được nhiều quý bà con khác hơn nhé quý bà con nhé. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều một lần nữa đã luôn luôn tin tưởng siêu thị cây giống cùng Oanh trong suốt thời gian qua. Trong quá trình phục vụ nếu có bất kỳ sai sót gì quý bà con vui lòng bỏ qua, tại vì là một cái tổ chức thì đôi khi có một vài khách hàng là Oanh cũng chưa có thể là phục vụ tối đa được. Nếu quý bà con thể sẵn sàng mở lòng thì Oanh cũng xin phép được xin lỗi và sẽ được phục vụ lại quý bà con một lần nữa. Bà con hãy mạnh dạn gọi vào số hotline hiện trên màn hình nha. Còn về việc tư vấn vườn, bà con hãy để lại thông tin, số địa chỉ, số điện thoại, họ tên và các loại cây đang trồng, để mà bên đội ngũ kỹ thuật của phía anh Viễn sẽ sắp xếp thời gian để đến thăm từng vườn và đi từng nhà nghe giống bài Qua Cơn Mê ha để mà gặp gỡ quý bà con chúng ta. Và nhớ nha, anh Viễn anh hay đòi rượu với gà lắm, bà con đừng đáp ứng nha, tại ông nhậu có được nào bà con ha. Xin chào và hẹn gặp lại.